Vâng, Soka xin chào các bác nha. Thì hôm nay em tiếp tục test thực tế cái mẫu bơm chì mini 12V cải tiến mới. Thì ở cái video trước thì em đã test thực tế về cái đo lưu lượng nước của con bơm này. Nó chạy rất là khỏe, nó từ 25 đến 35 lít một phút cơ. Đấy. Mẫu này rất là khỏe. Đó, thì con này thì nó được cải tiến ở cái vỏ tản nhiệt bên trong, nó là vỏ tản nhiệt bằng nhôm. Thứ mẫu mẫu trước em thì là nó tản nhiệt bằng nhựa, thế nên là thời gian hoạt động của nó không được cao bằng con này. Đấy, con này tản nhiệt bằng nhôm. Thì thời gian hoạt động nó sẽ được cao hơn. Đấy, có thể chạy được 30 phút đến 1 tiếng vẫn là vô tư, không sao cả. Đó. Thì ở video trước thì em đã test lưu lượng rồi. Thì đợt này em trong video này em sẽ test về cái độ đẩy áp của nó nhá, độ đẩy áp xem nó đẩy được cao bao nhiêu mét và cái lượng nước ra là bao nhiêu. Thì đây em chuẩn bị sẵn. Đây, từ dưới đất em quay lên này, một cái xô nước. Đó, và một đường ống dẫn thẳng nối thẳng lên này. Đó, xong rồi là một cái ống gen 21. Đó, nó chỉ ở cao bao nhiêu này. Đấy, thì em đo thực tế nó cao khoảng 6 mét rưỡi. Đó, từ dưới đất lên. Đấy, thì tí em sẽ đấu nối con này thả vào cái xô nước ý. Xong em sẽ test để xem nó lượng nước ra bao nhiêu và đẩy cao được đến tầm khoảng 6 mét rưỡi không. Đó. Đấy, em sẽ dùng video em xuống đấu nối, test thực tế luôn các bác nhá. Vâng, em đã vừa đấu nối xong. Đây, đây hai cái cá sấu này nhá, kẹp vào hai cực của cái pin này bác nhá. Đây, công tắc đây. Đó, và ống đây. Đấy, em đã đấu nối rồi. Này, ống này nó là ống 18, dây này dây 21, thế nên là dòng trong của ống ấy. Em lắp vào đây nó cũng vừa khít luôn, cứng luôn nên là cũng không cần siết này. Đấy, các bác nào mà ống to quá hay là nó bị lỏng ấy, các bác có cái siết các bác siết vào đây. Đấy, thì em mới để đây. Đấy, em mới nhấc cái này ra xa ra, nước nó bắn vào. Đó, các bác nhá. Đấy. Thì đây, em đã dòng dây. Đấy, lên cao. Lên cao khoảng 6 mét rưỡi này. Đấy. Từ mặt đất lên thôi nhá. Xô em để thẳng đứng này. Đấy, nó hơi ngược sáng, em nhìn nó hơi tối. Đó, dây để thẳng đứng lên. Để thẳng đứng lên cao. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, rất là cao, khoảng 6 mét rưỡi. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật máy, xem máy. Con máy này, nó có đẩy áp ở lên đến cao như thế không? Em bật nhá. Rồi, máy vào chạy rồi. Rồi, ok bác ạ. Đẩy được. Đó. 6 mét rưỡi mà nó vẫn đẩy được này. Đó. Đấy là nó rất là khỏe. Đấy, với cái kích thước nhỏ gọn như này mà nó đẩy được cái áp 6 mét rưỡi. Ống thẳng đứng. Đây là ống 21 các bác nhá. Đấy. Đó, lượng nước này. Đấy, tương đối lớn này. Đấy. Và con này cũng rất là khỏe. Thời gian hoạt động của nó có thể chạy liên tục được trong 30 phút đến 1 tiếng thôi nhá. Không vấn đề gì cả vì cái lớp tản nhiệt bằng nhôm của nó ấy, nó tản nhiệt trong nước rồi nên các bác không phải lo về vấn đề nó chạy bị quá tải, nó nóng. Đấy. Đấy. Rất là khỏe. Các bác xem video thì các bác xem thời gian nhá. Đấy, thì cái khoảng thời gian khoảng bao lâu thì nó hút được cạn cái xô này xô 18 lít. Đấy, cũng gần cạn được một nửa rồi này. Đấy. Mà áp đẩy lên 6 mét rưỡi. Đấy. Đấy. À, thấy chưa? Rất là cao. À, máy rất là khỏe. Đẩy thẳng đứng từ dưới đất lên. Đó. Chà, sắp cạn nước rồi ạ. Đây. Đấy. Này phù hợp cho các bác nào mà ví dụ mình tưới cây mà tưới nó số lượng nó ít ý. Đấy, cơ động thì mình có thể dùng để tưới cây luôn rồi các bác nhá. Đấy. Tưới cây hay bác nào bơm hút dầu thì con này thoải mái rồi. Bơm hút cơ động mà cơ động thì dùng con này nó nhỏ gọn mà nó rất là khỏe như này.
Đó. Cũng sắp hết để xô nước này. Đây, em mới dừng máy xong em sẽ đổ thêm nước. Đổ thêm nước xong rồi em sẽ đứng lên kia, em quay lại cái lượng nước ở trên cao ấy. Đấy. Đây. Cũng gần hết rồi này. Đó, cũng hết rồi này. Và đây là em đứng trên cái sàn gác này đây. Đó. Bơm từ dưới lên. Chạy thẳng đứng. Đấy. Nó chỉ ở cao. Đó, lượng nước ra này, các bác nhìn này. Nó chỉ lớn. Đó, cái này các bác bơm hút dầu thì rất là khỏe rồi. Đấy, còn các bác là muốn tưới cây cơ động ấy, mà vườn nhà mình nó vườn nhỏ ấy. Đấy, không nhiều thì mình có thể dùng con này. Bơm tưới rất là thoải mái. Vâng, thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Chúc các bác có ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Vâng, xin chào các bác nhé.